xong giờ bắt đầu mình chạy ra sao là bảo dưỡng nhà khách, chỉnh sửa là một số thứ với thằng một số phụ tùng vô. Rồi, giờ đang lôi máy ra làm bảo dưỡng nguyên chiếc luôn. Chàng ba chỗ tiếp tục làm tính nha. Hoàn thành được một số rồi, đang chuẩn bị gắp vô. Rồi, một vài công đoạn nữa là xong. Giờ quay đầu để lên máy, lên xe lớn sàn qua. Rồi, về bình tĩnh. Rồi, chụp hình với khách cái. Được chưa? 1, 2, 3. Đẹp. 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi sang qua xe lớn. Không, con dây đi về điện thoại á. Đốt nó luôn, đốt nó luôn.
ngon vậy lên. Chúng tôi đã hạ cánh an toàn. Rồi, kết thúc chương trình. Rồi, cái này về Bình Định nha mọi người. Cảm ơn. Rồi, xin chào mọi người nha. Đây là kho máy hiện có của công ty mình. Thì ở kho mình thì để máy gồm có là DC60, 70, 95 và 105. Thì nhiều nhất là DC50, tại vì nó thông dụng nhất ha. Chất lượng nó từ 80% tới 90% hoặc là 95% giống mấy chiếc này ha. Đây là DC70G Plus, máy chạy nước ha. Ở phía trong đây mình cũng có để máy đây nè. Vậy để mình quay sơ cho mọi người mấy chiếc 105 ha. Đây là 105, mình đang hiện có 3 chiếc ha. Ở phía trong này á là cũng có DC95, DC95 ha. Ở phía trong này mình để máy G nhiều hơn, 70G cũng nằm trong đây. Đủ 5 đời hết. Những cái máy đẹp đẹp á thì mình để phía này. Này đây. Những máy bông chục còn nước sơn luôn á. Nó hàng 90% á. Những máy thường thì mình để bên đây ha, máy 80%. Mình quay sơ kho máy từ đây ha. Mọi người cứ đến máy có sẵn, mọi người cứ đến lựa thoải mái ha. Đây là phía sau là khu bảo dưỡng máy cho khách đó. Đó. Đây là những cái máy đã không có chỗ để thì mình để ra ngoài kia luôn ha. Để tạm đi rồi khi nào khách đến xem thì mình sẽ dắt đi xem nha. Máy còn rất là nhiều. Hiện tại kho giờ còn khoảng 60 chiếc đó. Máy này mình thì mọi người cứ vào mua đi ha, mình sẽ bao vận chuyển toàn quốc cho mọi người mà. Cứ vô mà thử từng chiếc đi. Thì ưng cái chiếc nào thì mình sẽ tính giá hợp lý nhất có thể cho mọi người nha. Còn là giá niêm yết mình có để sẵn đây rồi. Đây là khu vực phía trước bao gồm có máy mới và máy cũ ha. Mình có để dân ma 494, Massey 1540. 4718. Ở phía sau mình sẽ quay tiếp ha. Ở phía sau mình mới về một lô máy 4508 rồi đó, 47 rồi đó. Với 3608. 6040, 700 có đủ nha mọi người. Thì 47 rồi. Đủ bộ ủi xế cài. Xế cài ở phía sau. Rồi cho anh em xem ha. 600 của Thái luôn ha. Nguyên cơm lê đầy đủ bộ. Máy mặt xây, mặt xây 40 máy lực á. Để chút mình qua gần sau mình quay tiếp nha. Rồi bây giờ thì bắt đầu ráp sơ sơ vô xong hết rồi. Thì chỉ còn mấy phần đánh bóng vệ sinh kỹ lên nó là xong, ráp yên rồi vô. Mình có thể đến xem cái lô máy này được rồi ha. Máy có sẵn rồi, anh em cứ đến thử nha. Yeah, test máy tại chỗ thoải mái. Từ 608, 4508 tới 4708 ha. Lô máy trước nữa. Rồi đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy sau khi bán cho khách ha. Mình làm từ A tới Z ha. Những chiếc kia làm lại hết tất cả, chỉ hiện đang kiểm tra hộp số. Chiếc này thì đang ráp vô gần xong rồi. Số là làm miễn phí nha mọi người. Đây, chiếc này giờ đang mở ra.
để kiểm tra tổng quát lên. Số phụ tùng mới sẽ được thay vô ha. Này phụ tùng cũ bỏ ra. Làm tổng quát những chiếc này đây. Mà mới tin rồi hết. Ê, hai container chứ. Của máy gạch và điện hợp có tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cái này có 47 với lại 4508 rồi nè. 3608 trên này hết nha. Xích ra. Đây này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây. Thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi xin cảm ơn nha. Đây là phía trước công ty mình nha. Địa chỉ của mình là gì trên đó đó, 167 quốc lộ 53 Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ha. Thì đây là trục đường quốc lộ 53. Ở phía xa xa kia là có tòa nhà là bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long ha. Đường cầu Me lớn ha. Kho máy mình để phía sau đó nha, máy cài đây trước.